xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của đài tiếng nói Việt Nam chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn tiếng chim gọi trên sông của tác giả Hoàng Hải Lâm mời các bạn cùng nghe chị mãng lội xuống sông chị khóc ré lên Ôi đau quá Máu chị chảy váng trên sông Nở bung như những bông hoa gạo Chị gọi tên tôi Hiền ơi Hiền làm răng giúp chị với Tôi cuống cuồng với lời cầu cứu Và giọt nước mắt của chị Tôi vê hai bàn tay Rồi tụt quần lội xuống chỗ chị Nước ngập đến cổ tôi Khó khăn lắm tôi mới đứng vững Để cho chị Mãng bám vào Trong phút ấy Mặt chị Mãng tái nhợt Và môi chị xanh như rêu Chị khóc, tôi cũng khóc. Khúc sông vãng sớm ấy bình lặng, không có tiếng súng như mọi hôm. Nếu nhìn qua bên bờ nam, có thể thấy rõ cả cánh đồng bắp xanh dờn, yên ả. À. Cánh đồng bắp nằm sát bờ sông. Cánh đồng xanh, con sông xanh, bầu trời sáng hôm ấy xanh. Tôi nhớ mãi, năm đó tôi 11, còn chị mãng 13. Nhưng tiếng súng thì hơn Vì mạ nói Tiếng súng về đây từ hồi 9 năm Cho đến trừ Dài ơi là dài Làng tôi nuôi khát vọng cho ngày hòa bình Nhưng mà mần răng Đem cho được hòa bình về Phải trả lại Làn nước xanh trong không có mùi khói súng Cho con sông vãng Tôi nghe không hiểu lắm Nhưng nghe trả lại màu nước xanh cho sông Là tôi ưng bụng rồi chị mãng thích tắm sông mỗi lần chị lội xuống bến là nước sông sáng lên một màu lấp loáng chị mãng thích làn nước mát nhưng ghét mùi khói súng lẫn vào nước sông cả bốn mươi ngôi nhà trong làng tôi đều nằm mấp mé bên sông vãng con gái làng tôi đẹp hết cỡ nhưng người làng nói chị mãng lại là người đẹp đến vô cùng tôi nghe nói dứa cứ tin là dứa chứ chưa, chưa biết xấu đẹp chi. Chỉ nhìn chị Mãng là không chớp mắt được. Có lần chị hỏi tôi, Hiển, rằng nhìn chị dữ dứa. Tôi trả lời không biết. Tôi thấy mái chị Mãng ửng hồng. Chị vén tóc lên rồi đi ngang qua tôi để lộ cái cổ ba ngấn trắng ngần. Hình ảnh đó tự dưng sống mãi. Đêm đêm tôi nằm mơ thấy tóc chị dài bất tận tóc chị là con sông chảy vào đời tôi trong những ngày khói lửa tôi thành bộ đội dù ngày mặc quân phục vào trông tôi vẫn còn quê độ lắm mạ thì cứ khen hoài mạ nói thằng hiển ngó oai rứa nhưng ngấn lệ đôi hàng mi mạ mấy người trong làng mừng khi tôi được vào chiến dịch cái bắt tay đậm đà như ngày về đã xa tôi thấy tự hào và cảm xúc lâng lâng Chị Mãng thì đứng ngó lơ, giấu đôi mắt hoe hoe đỏ. Tôi cười nói xôn xao. Chị Mãng khóc chi dứa? Chị khóc vì hiển đi bộ đội à? Hiển đi bộ đội răng mà chị Mãng khóc. Mấy câu hỏi của tôi khiến bà con tròm xóm cười xòa. Cái thằng không hiểu mô tê chi hết. Đó là buổi tối hôm tôi 16, còn chị Mãng 18. Tính chị hay khóc kể từ ngày chiến tranh mang ba mạ chị đi. Xác ba mạ chị tan vào sông vãng. Chị sống với mẹ ngoại. Mẹ ngoại chị giặc Pháp cướp đi đôi mắt, còn giặc Mỹ mượn một cái chân. Cho nên nói mẹ ngoại sống với chị cũng đúng, mà nói chị sống với mẹ ngoại cũng không sai. Đêm chia tay, con chim hết, kêu nghe thương não nề chị mãng đi dọc bờ sông tôi chậm rãi bước theo sau bao nhiêu năm rồi nhỉ từ ngày tôi lên bốn tuổi tôi theo chân chị mãng đi trên cánh đồng bắp ven con sông này mùa bắp trổ bông hương thơm ngầy ngậy mùi phấn bắp hối thúc tôi như mùi thơm trên áo chị mỗi bận đi đò bắp ven sông tôi hay nắm lấy vạt áo chị đưa vào mũi chị mãng bảo tôi hư từ đó nghe dường như hơi xấu nhưng hương thơm trên áo chị khiến tôi tò mò. Chị Mãng, mùi đó là mùi phấn bắp hay là mùi của chị? Hiển hỏi chi dứa? Thì Hiển nghe thơm nhưng không biết đó là mùi chi. Dứa Hiển có thích không? Thích lắm. Hư, Hiển hư thiệt đó. Chị cầm đuốc đi trước còn tôi vội vàng theo sau. Chốc chốc Tôi đứng lại nghe hương tỏa ra giữa bạt ngàn gió thoảng. Từ xa xa, có thể thấy cây đuốc trên tay chị Mãng sáng tỏa ra một vùng vừa đủ cho tấm thân chị nổi lên trên nền bắp xanh mướt. Tôi đứng ngẩn ngơ, hương nào của chị Mãng, hương nào tỏa ra từ ruộng bắp, tôi không tài nào phân biệt được, nhưng tôi yêu nó như nhau và tôi sẽ gìn giữ nó như lời cầu mong của chị hiển thương chị thì nhớ mang hòa bình về chị không muốn đạn vãi làm rách những ruộng bắp chị thương con chim hết dữ tợn nó kêu đứt ruột đứt gan hiển nhớ mà nhưng chị mãng cũng nhớ nghe ngày hiển về chị phải cho hiển biết mùi thơm đó có từ mô từ ruộng bắp hay là từ người chị đấy chị mãng không nói gì thêm chị nắm tay tôi đi dọc dòng sông trong tiếng sóng vỗ bờ, trong ánh pháo sáng rực sông. Trong bộ nước lấp loáng gợn lên từng đợt sóng, tôi hôn lên tay chị, hôn lên bông bắp ở gần mé sông và mang theo vào hành trình cùng tiếng kêu của con chim hết. Đi về cho hết, đi về cho hết. Đó là tháng 2 âm lịch, ruộng bắp bắt đầu ngậm sữa, từng quả bắp xanh tươi căng tràn. Tôi nhìn chị Mãng thêm một lần nữa Tôi vuốt tóc chị rồi lội xuống sông cùng đoàn quân. Khi di chuyển đến giữa dòng, tôi bất giác nghe tiếng chị kêu Hiền ơi, Hiền a à. Tôi ngoái đầu nhìn lại, thì cánh tay của người bên cạnh gạt đầu tôi trở lại cùng câu gắt Bơi nhanh đi! Chiến tranh trở nên cao độ với những ngày kinh hoàng nhất của thành cổ năm 1972. Ở phía nam sông Vãng, có thể thấy cây cỏ bên bờ bắc bầm dập, héo úa, rồi những mái nhà cháy rừng rực. Chỗ chúng tôi, ngày cũng như đêm, cổ thành rừng rực như trào lửa, bom B-52 cây nát cả một vùng. Đêm cuối cùng chốt giữ cổng thành phía đông, tôi và một đồng đội tên Kỳ trò chuyện với nhau trong những giây phút yên lặng hiếm hoi của chiến dịch. Kỳ bảo, kỳ có vợ rồi mới cưới xong đã nếm mùi đàn bà được một đêm nên lỡ có mệnh hệ gì cũng dễ siêu thoát anh ngó qua phía tôi với đôi mắt tinh nghịch rồi nói tiếp mấy lời cậu chưa biết mùi đàn bà lỡ có đi theo tiếng súng khó lòng mà siêu thoát được tôi biết mùi đàn bà rồi của ai có sướng không người yêu cậu hả sướng chứ của chị mãng hàng xóm tôi khá thế cô ấy có đẹp không đẹp đến vô cùng là sao đẹp không tưởng tượng nổi ấy thế chị ấy cho cậu à cho gì mùi đan ba không tôi tự ngửi trên áo chị ấy Ờ, chỉ có thế thôi à chỉ thế thôi rào cứ tưởng thế mà bảo là sướng sau giây phút ấy chúng tôi chia tay nhau kỳ nằm lại với mảnh đất này mãi mãi. Sáng mai ra nghe vài câu chuyện lòng tự hỏi lòng, có thực sự không siêu thoát được khi chưa trở thành đàn ông? Vì tôi thương kỳ quá, kỳ chỉ nói xạo tôi, kỳ chỉ mới 17 tuổi thôi, lúc bấy giờ đã là tháng 8. Chỉ còn non ba tháng nữa là những cánh đồng quê tôi bắt đầu cày đất gieo hạt. Đến ra riêng, màu mơn mởn xanh của bắp sẽ phủ khắp cánh đồng. Rồi sang tháng 2, chim hết bay ngang trời gọi bạn. Bắp bắt đầu trổ bông. Cả làng tôi trông chờ vào cánh đồng ấy. Tôi chiến đấu. Tôi sẽ mang về dòng sông xanh cho chị Mãng, cả ruộng bắp xanh và tiếng chim hết kêu không còn buồn. Nhưng qua tháng 8, tháng 9 rồi cũng trôi đi. Đến giữa tháng 10, dân quê tôi gieo mùa trong tiếng súng bỏ hạt bắp trong nắng táp lửa hun vụ đông xuân năm đó bắp xanh cả đôi bờ tiếng chim hết kêu vang khi bông bắp quẩy lên cùng những hạt nắng ươm vàng trên những mảnh ruộng tôi ngồi treo leo bên thành chỗ có mấy phiến đá chèn sâu và thành gạch có mùi hun khói đêm đêm tôi xuống sông vãng nhìn qua làng đấy mạ tôi ở bên ấy dáng còng tóc bạc Chị Mãng mỗi ngày chạy khắp dòng sông gọi miết tên tôi, nhưng tôi không thể nào về được. Mùa bắp về ngập tràn bên hai bờ sông, hương bắp ướp vào trong làn gió, thấm đẫm vào trong làn nước. Chị Mãng lội xuống sông, nước sông vãng đỏ nhừ. Những thằng bạn của tôi ở bên kia bờ sông, bội vàng ao tới chỗ chị. Chúng vóc những mảng nước tươi giói phủ vào đầu và mặt, rồi hập hự hú lên thăng hoa. Tôi đứng nhìn chân chối. Những thằng bạn của tôi đã hy sinh lúc vượt sông sang giữ thành cổ. Chúng nó người 18 kẻ đôi mươi. Chúng không thể cưỡng lại trước cơ thể đàn bà lấp loáng và phương phức hương mời gọi. Đêm ấy chị Mãng ở lại bên sông. Chị nằm dài ra bên bờ sông chỗ có ruộng bắp xanh tươi nhất. Bên cạnh chị có một con chim hết đậu nó kêu lên buồn thảm thiết đi về cho hết đi về cho hết không hiểu nỗi sầu không biết niềm vui sông chảy về đâu lôi lên dìm xuống tan đời đàn bà nát đời đàn ông hòa bình dưới sông hòa bình trên ruộng buồn vui lẫn lộn sương khói mịt mờ nhớ ai nhớ ai ngày lại ngày chị mãng mang bụng lạc lè đi xa sông con chim hết xà xà bay theo chị suốt từ ruộng bắp lên ngọn nguồn con sông rồi về nơi trốn xưa chị trở thành thiếu nữ chị vẫn gọi tôi cùng với tiếng kêu của con chim hết hiền ơi hiền ơi một mùa bắp khác lại đến chị mang bầu tròn một năm tôi đứng bên bờ này hiu hắt nhìn chị mãng có phải người đẹp vô cùng của cậu đấy không tiếng của kỳ nó lướt đi nhẹ nhàng trên tấm cỏ xanh mượt mà rồi đến đứng ở cạnh tôi nó không còn đôi chân nữa bộ phận thân thuộc đó của nó gửi lại trong thành nó đứng chăm chăm nhìn chị mãng nó buồn tôi cũng buồn từng làn nước sông vãng đêm về cuộn tròn lấp lánh từng ánh đèn rơi rơi trên sông từ bên này vượt qua bên bến sông kia chưa đầy 50 mét, vậy mà quá xa xôi, đến đôi bờ cách chợ. Chị Mãng không biết tôi ở bên này, chị đã ngây ngô như sông, ngây ngô như đất, ngây ngô như nước trôi trên con sông Vãng khi đèn tàn rơi quá giới hạn âm dương. Bên kia sông, tiếng những thằng bạn tôi vang lên, Mãng có bầu rồi, là con tao, thằng thứ nhất nói là con tớ chứ Thằng thứ hai cãi lại Điên là con tớ Thằng thứ ba cười Còn bao nhiêu gãi nhau nhau đòi quyền làm cha Có người tôi quen mặt Có người thì không Nhưng gã thứ tư ngồi không nói gì Và bọn chúng sán lại bên người thứ tư Mày đã đến trước đúng không Thằng thứ nhất hỏi Mày đã yêu con bé trước bọn tao Thằng thứ hai gằn giọng Đồ khốn Nói đi chứ đứa bé là con mày đúng không người thứ tư quắc mắt lên và dúi bọn chúng xuống sông quần khốn đứa bé mà bọn mày tranh giành là cháu ngoại của tao đấy người thứ tư bỏ đi bọn chúng trồi đầu lên sông nhìn người đàn ông khuất bóng cạnh đó còn dễ đến chục người rút lui cuộc tranh giành của dự định chúng không khẩn thiết vì chị mãng đã lội xuống sông và sinh ra đứa trẻ những đứa trẻ chị mãng vừa sinh ra trên sông có một nửa hình mặt người mới rời mẹ chúng đã biết ngụp lặn trên sông trong màu nước sông trong vắt chúng quẫy đạp đùa nghịch nước sông văng lên tung tóe nó bơi về phía những người cha của chúng những người đàn ông bồng bế trên tay những đứa con bằng nước cười ngạo nghễ bên sông chị mãng nằm tóc xõa dài chìm hết kêu mênh mang, đi về cho hết, đi về cho hết. Tôi gặp mạ, rồi trở về nhà trong một ngày đông xuân. Khi qua sông Vãng, tôi chạy tới chỗ ngày xưa chị Mãng trở thành thiếu nữ. Chốn đó bây giờ người ta xây bến thả hoa. Tầng tam cấp được lát đá hoa màu huyết dụ Tôi ở đấy cho đến đêm, thế giới của tôi ụp xuống chị Mãng lại bước ra sông trong chiếc áo trắng và cái quần lụa đen. Tôi đưa tay ngăn chị Mãng, nhưng xương khói tôi không buộc được bất cứ thứ gì. Từng bước một, chị rẽ nước lội xuống sông. Những đứa bé trên sông ngoi lên nhìn chị Mãng cười đùa, chúng réo gọi chị Mãng, mẹ ơi, mẹ ơi. Và bất giác, chị Mãng ngụp lặn, vóc lên từng hạt nước. Tiếng khóc của chị rền sông tay chị khua nước từng hồi chị vẫn cứ gọi tên tôi như cái ngày ấy hiền ơi tôi lội xuống sông đến gần bên chị tôi đặt tay lên vai chị nhưng chị không cảm nhận được vì tay tôi không còn hơi ấm sau bao nhiêu năm tôi bùi đời vào đêm lạnh những đứa bé trên sông nhìn tôi hỏi gặng sao ông cứ nhìn mẹ tôi thế đuổi ông ta đi chúng mày ơi Chúng đến vây quanh người chị Mãng và đẩy tôi đi. Tôi lội ra phía xa nhìn chúng lập lòe bên cạnh chị Mãng trắng phau như đóa sen trong nước. Hiền ơi! Lại những bóng đàn ông xuất hiện chập chờn trên sóng. Đám trẻ ráo giác khuôn nước ý ới gọi nhau không bằng tên rồi ngã nháo nhào trôi về cuối con sông vãng. Chúng khóc xé lên gọi mẹ với những bàn tay nhỏ xinh chới với. Tôi chết lặng nước mắt hòa vào sông trong ánh đèn vàng vọt tiếng kêu của chị mãng vẫn vang lên như những ngày trước hiền ơi tôi lao đến túm cổ một thằng đàn ông lạ nhưng bàn tay tôi đi qua cổ nó nhẹ như đi qua một làn khói khuôn mặt nó đang bừng bừng phấn khích tỏa trên mặt nước chợt tĩnh tụ lại nó thầm thì với tôi bằng một giọng trang nghiêm hòa bình rồi bọn tao ở sông nhưng vẫn nghe khát chúng tao yêu mãng tôi gầm lên mạ cha tụi bây tụi bây cướp chị mãng của tao rồi tôi bưng mặt khóc thằng bạn lướt đến bên tôi dỗ dành mày về với mẹ đi rồi sẽ hiểu chúng tao không cướp của mày đâu tôi lững lờ bay về nhà trong cái nắng đã bắt đầu le lói thân tôi mỏng ra, sắp thành xương khói giữa thanh thiên bạch nhật. Mạ quỳ trước linh ảnh của tôi khóc nức nở. Hiền ơi, con về đó chưa? Mạ cũng sắp hết sức rồi. Tôi không thể trả lời mạ bằng tiếng nói thân quen. Đám nhang trên bàn thờ tôi vụt sáng. Mạ khóc lớn hơn. Mạ chạy xuống bếp réo gọi tên một ai đó mà tôi không nghe rõ. Lát sau, một đứa bé bước lên tóc nó vàng mắt xanh sống mũi khoằm mạ bảo thằng bé cát tút con khấn ba hiển con đi thằng bé quỳ trước bàn thờ tôi trên tay cầm cây nhang nói mấy câu lầm sầm ba hiển ơi ba về với con chưa rứa con tôi tôi có con ư trời ơi ý nghĩ ấy mới chỉ quặn lên trong đầu tôi chưa phát ra lời vậy mà dường như mạ biết. Mạ kéo vạt áo thấm mắt sãi bầy. Cái đêm mày đi ấy, toán quân Mỹ phục kích ở bờ sông, đã bắt được chị mãng mày. Tôi nghe lòng rách tơi bời khi nhìn cát tút. Trông nó không giống những đứa trẻ trên sông. Đêm mở tiệc đãi làng vì đã tìm thấy tôi. Mạ khóc rồi nhắc lại mấy câu ngày cũ Hòa bình về với tôi Còn thằng Hiển thì không Nghe mạ khóc mà xương khói tạo nên Thân tôi cũng dối bời Chợt muốn dã ra giữa sông Để trôi về tận cùng với biển Mạ nói Từ ngày thằng Hiển hy sinh Con mãng chuyển lên sống hẳn trên đò Tội và thương không hết Tôi tụt khỏi bàn thờ bay ra sông Tôi ngồi xuống bên bến thảo hoa thăm thẳm xa Trông nhìn chị mãng lội ngược về nguồn sông ở chỗ có con đò đậu bên gốc đa Chị trèo lên đò nằm sóng xoãi Chị nằm đó Mặc mưa mặc gió Chị vẫn gọi tên tôi Hiền ơi Bên cạnh chị Con chim hết không còn di trú theo mùa Nó ở lại Nó bay đi cùng chị mãng suốt dọc con sông Kêu lên từng hồi khắc khoải Đi về cho hết Đi về cho hết Có người nói Con chim hết gọi mùa Có người nói con chim hết gọi bạn tình từ ngàn năm cổ tích có người nói con chim hết gọi dùm chị mãng tên một người nào đó các bạn vừa nghe truyện ngắn Tiếng chim gọi trên sông của tác giả Hoàng Hải Lâm. Về truyện ngắn này, biên tập viên văn học Ngô Huyền Anh có đôi điều cảm nhận. Truyện ngắn Tiếng chim gọi trên sông của tác giả Hoàng Hải Lâm mà các bạn vừa nghe là một truyện ngắn mang nhiều yếu tố huyền ảo nhưng không phải là không có thực. Chính sự đan xen giữa hiện thực và tâm linh đã khiến chuyện tạo được không gian tưởng tượng phong phú và tăng tính hấp dẫn cho bạn đọc, bạn nghe. Khai thác một đề tài không mới và đã được nhiều tác giả đề cập, nhưng chuyện vẫn lôi cuốn bởi sự mới lạ trong bút pháp và cách thể hiện của người viết. Biết giấu đi những lớp lang câu chuyện và qua các chi tiết cũng như lối kể hư hư thực thực, gần tới cuối chuyện bạn đọc, bạn nghe mới hiểu đâu là chân của sự thật chuyện xoay quanh diễn biến tình cảm khá phức tạp của nhân vật tôi và chị mãng từ khi còn thơ bé đến lúc đã trưởng thành và thậm chí là cả khi họ đã sang thế giới bên kia xuyên suốt hành trình tình cảm ấy là những biến cố đã xảy ra để rồi khi không còn có mặt trên thế gian thì sợi dây liên kết giữa tôi và chị mãng vẫn không hề đứt đoạn dẫu rằng mỗi người mang một nỗi niềm riêng và có những ẩn ức không thể nói ra tuy nhiên điều còn đọng lại sau tất cả những thăng trầm trong cuộc đời hai nhân vật chính thì vẫn là tình yêu tình người nghĩa chị em bạn bè đồng đội sắt son sâu nặng nó sẽ còn mãi mãi với thời gian không gian và đến cả cái chết cũng không cắt chia được tình sâu nặng ấy chiến tranh đã khiến nhiều con người trẻ trung phải nằm sâu trong đất trong nước khi phía trước họ là cả một tương lai rộng mở nhưng cái chết của họ không vô nghĩa bởi những người đang sống vẫn luôn dành cho những đứa con thân yêu của quê hương nhiều nhung nhớ đợi chờ ngay cả tình yêu chị mãng dành cho nhân vật tôi vốn được xem như một cậu em cũng kết thành khối nặng bền chặt mà đến lúc chết chị vẫn day dứt mang theo với lối viết đậm sâu cảm xúc và khá hoạt ngôn trong cách tả cảnh tả người, nhất là ở các trường đoạn miêu tả âm dương. Chuyện ngắn Tiếng chim gọi trên sông được xem như là một thành công bước đầu của cây bút trẻ Hoàng Hải Lâm. Các bạn thân mến, có những câu chuyện động lại trong lòng người đọc, người nghe, không bởi kịch tính mà nhờ không khí, nhờ những câu văn giàu sức gợi và chiều sâu dưới tầng ngữ nghĩa. Buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay giới thiệu tới các bạn một sáng tác như thế, truyện ngắn có nhan đề Ngôi nhà trên núi của nhà văn người Ukraine Roman Ivanichuk. Mời các bạn cùng thưởng thức qua bản truyền ngữ của dịch giả Nguyễn Hữu Vĩ. Âm sắc ì ầm triền biên từ cánh rừng xa xa Hòa với tiếng sóng nước ì ào của con suối nhỏ Vẫn không thể vọng tới dãy núi cao Mà lưng của nó phình ra tựa vào ngôi làng Ở đó luôn chứa đựng bầu không khí bí ẩn giống như một tu viện luôn đóng kín cửa. Không một tia nắng nào có thể chui lọt qua sân nhà Pantela bởi vòm lá của những cây táo sum xuê bao phủ xung quanh. Thậm chí nó vươn lên phủ kín cả mái nhà trong sân. Bóng tối luôn luôn bao phủ ngôi nhà. Nó cách biệt hẳn với bên ngoài giống như một kẻ ngoại đạo. Xung quanh bao bọc bởi vườn cây ăn quả đầy thách thức và huyền bí. Vườn cây rậm rạp hung dữ, nhìn từ bên ngoài trông nó giống như dạ hội của mụ phù thủy. Nhìn xuyên qua những vòng cây, một cái cần múc nước chọc thẳng lên trời, cái đầu nhọn hoắt của nó ngách xiên về phía chân trời giống như chiếc giá treo cổ. Phía sau vườn cây ăn quả là nơi an nghỉ của tổ tiên nhà Pantela không ai dám ở lại trong nghĩa trang gần tu viện có mái lợp bằng gỗ. Nhưng gia đình này thì hoàn toàn khác biệt, họ xuất thân từ một dòng dõi khác. Cha chẳng hề giữ con đâu, Natia, thế giới này rộng lớn lắm." Pantela luôn nhắc đi nhắc lại với con gái của mình như thế. Những gì đáng nói, ông đã nói hết cả rồi bởi ông biết Nastia gắn bó với ngọn núi này còn hơn cả ông. Nhưng nếu con bé lại từ chối kết hôn với Yuko thì có lẽ là... Ngôi làng chạy dọc theo triển sông cho đến tận chỗ có mỏm đá chìa ra. Ở dưới đó là nơi những người dân du cư sinh sống. Dòng sông vẫn chảy đơn độc và bình yên. Mỗi buổi sáng, Nastia, con gái của Pantela, men theo bờ sông để đến poticha nơi cô đang làm việc cho một văn phòng khai thác tài nguyên rừng của huyện cô di chuyển tới đó giống như một người xa lạ dân làng cũng chẳng biết cô là ai và rồi khi cô trở về ngọn núi nơi bao trùm sự tĩnh lặng nên cũng chẳng có ai thèm trèo lên đó cả Pantela tự thu xếp cuộc sống của mình mà chẳng cần đến sự giúp đỡ của dân làng. Tổ tiên của ông đã từng gắn bó sinh sống mật thiết với người dân nơi đây. Nhưng ông lại chạy trốn điều đó. Ngày trước, những người trong làng quy phục theo tổ tiên của ông. Nhưng giờ với Pantela, họ lại không muốn làm thế nữa. Cụ tổ của ông đã từng là một người sống ngoài vòng pháp luật ông thường nhìn mọi người theo kiểu ban ơn ông nội ông cùng với những người lính thường đi trừng trị những kẻ bất lương riêng ông ông nhìn mọi người với thái độ ngạo mạn còn cha ông cũng đã từng là người nắm quyền những đồng cỏ trên núi cao pantella chỉ là một người đàn ông bình thường nhưng trong ông luôn ẩn chứa một thái độ kiêu ngạo không khuất phục và rồi, liệu Pantela còn cần gì nữa ở người dân trong làng? Họ đã thành lập những nông trang tập thể, cùng nhau làm việc, chia sẻ thu nhập. Còn ông, ông luôn có của cải riêng của mình. Vậy thì Pantela còn cần cầu xin và khẩn khoản họ để làm gì? Về số tài sản của Pantela, có thể kể ra một vài nguồn thu nhập của ông chuyện rằng trên núi có một cây anh đào của một ông giáo già. Chẳng ai phát hiện ra quả của nó màu trắng nâu to mập như trái hồ đào. Nhưng chẳng ai biết mà thu lượm quả anh đào. Chỉ tổ vỗ béo cho những chú chim sẻ. Có một lần vào xuân, Pantela đã tìm đến cây đào này và chặt một cành rồi ghép sang cây đào nhà mình, nhưng không có kết quả thế rồi ông giáo già mất vợ ông ta chuyển lên thành phố bà ta không thể mang theo cây đào cây cối và cả những mét vùng đất màu mỡ theo mình nữa thành thử những thứ đó đành để lại trên núi và đương nhiên nó thuộc sở hữu nhà pantela mùa thu những trái anh đào chín rụng rơi xuống có một số lăn xuống sườn dốc pantela đã leo ngay lên đó và nhặt chúng cho về chiếc đẫy và mang ra chợ. Những người dân trong làng còn gặp ông ở các buổi chợ phiên phố thị vào các ngày thứ sáu hàng tuần để bán đủ thứ lặt vặt từ mật ong đựng trong thùng gỗ, đinh sắt dỉ, gò lại cái đe đến những thứ đồ vật tạp dụng khác. Pantela phải làm gì và làm sao khi sống cô độc? Tổ tiên ông sung túc là do lấy tiền của người giàu. Ông nội ông giàu có cũng là do thu tiền phạt người nghèo. Người ta mang đến cho bố ông mọi thứ. Còn Pantela ông phải tự kiếm sống bằng việc bán lặt vặt từ những trái táo dụng cho đến những cái đinh sắt gì. Năm tháng qua đi như bóng câu qua cửa sổ. Dòng sông vẫn chảy từ trên núi xuống rồi chảy qua địa phận Polizia tuổi trẻ của Natia, cô con gái của Pantela cũng dần qua đi. Những người mai mối cũng không còn muốn đặt chân lên con đường dẫn lên trên núi nữa, bởi họ không thích đến nhà Pantela. Tuy vậy, chỉ có một người duy nhất là đã đến nơi này, đó là chàng Yukiko. Anh đến bởi vì hai anh chị đã quá yêu nhau nhưng Yurko thì lại áp đặt điều kiện. Anh không muốn đến sống ở một nơi đầy chết chóc. Còn Natcha thì say xưa nói rằng, trong nhà em chẳng có ai muốn sống ở nơi khác cả. Em này, em còn trẻ, em có thể xuống núi cùng anh. Còn bố em cứ để cụ sống một mình trên núi. Không, riêng em thì không thể, em sẽ không bao giờ rời bỏ nơi này. Tự do thuộc về con, ra cha, con hãy cứ đi đi, cha không bao giờ ngăn cản con đâu. Người cha già luôn miệng dục con gái. Vậy điều gì đã giữ cô ở lại? Mùa đông đang đến, gió rít lên từng hồi trên đỉnh núi, cuốn đi những cây ăn quả và rít dài trên mái nhà mùa hè sang những tia nắng cũng không thể lọt qua ô cửa sổ do lớp thảm xanh biếc dày đặc của những vòm cây con bò bình thản nhai cỏ trong chuồng năm này qua năm khác những con cừu cũng vẫn kêu lên như mọi khi cây bằng hà trong vườn nhấp nhô dưới những ô cửa sổ leo lên những tảng đá phủ lên một màu xanh căng tràn nhựa sống những điều đó phải chăng đã níu giữ cô lại hay là nỗi sợ phải sống bên cạnh những người hàng xóm. Họ chia sẻ tất cả mọi thứ, từ việc đồng áng đến những câu chuyện hàng ngày. Nhưng cô đã không muốn sống một cuộc sống tương đồng như họ. Vậy thì chỉ có Chúa mới biết tại sao. Yurko vẫn thuyết phục người yêu. Natia, em hãy để lại tất cả, lấy anh đi và hãy sống cho mình. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau trong một bầu trời mà ở đó những đứa con của chúng ta được tự do bay nhảy như sức sống mãnh liệt của mầm hạt cây thông. Chả nhẽ những điều đó không làm em dứt bỏ được sao? Còn Natcha thì nói với cha mình. Cha, con không hiểu vì sao mọi người lại không muốn đến nơi này. Pantela ngắm nhìn cô con gái yêu. Nó cũng đẹp đó chứ, nhưng nhan sắc của nó đang có dấu hiệu tàn phai. Thằng Yurko đã ngủ với con bé trên tầng áp mái của chuồng bò. Nhưng giờ thì Yurko lại đang sống với một người phụ nữ khác ở dưới thung lũng rồi. Lý do cũng tại anh chàng không muốn lên núi. Hãy đi đi, con gái tội nghiệp của cha hãy xuống thung lũng thật nhanh để không trở thành một bà cô già nua cha không thể làm được gì nữa nếu như thời gian còn lại chúng ta vẫn sống ở đây và cuộc sống đơn điệu đều đều như cuộc sống của một thầy tu natia không thể rời bỏ ngọn núi mà tổ tiên của cô ngàn đời đã sống và cô cũng không thể ra đi để đến sống ở một nơi mà cô hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Đã có một thời, bọn trai trong vùng thường bình phẩm về cô. Nhưng bây giờ, ở Potichia cũng chẳng có ai thèm tán tỉnh cô nữa. Natcha nói với ông Pantela, Cha, con không thể nào đi khỏi đây được đâu. Người cha chỉ biết thở dài thôi thì tùy con có một lần khi đi dọc triền sông từ Potichia trở về natia đã ngắm rất lâu ngọn núi nhà mình cái bóng đen sắc nhọn của cần múc nước nghiêng nghiêng như cái giá treo cổ phía dưới là những bóng đen của các cành cây rủ xuống những thứ ấy làm cô xúc động mạnh một ý nghĩ chợt lóe lên làm cô thấy vui vui cô sẽ đập phá tất cả những gì đang tồn tại ở đây để xây một ngôi nhà mới một tầng với nhiều cửa sổ to rộng mái nhà được lập tôn kẽm lấp lánh dưới ánh mặt trời từ đó có thể quan sát toàn cảnh dưới thung lũng và rồi như thế những ông mai bà mối sẽ lại tìm đến và chắc chắn họ sẽ đến Pantela không hề phản đối ý tưởng của con gái. Ông có khá nhiều tiền. Mỗi mùa xuân đến, ông đi bán những trái táo ở Cột Thêm vào, ông còn có một khoản thu nhập khác từ những phiên chợ. Ông sẽ đưa tất cả cho con gái. Dù vậy, dường như vẫn còn một vấn đề làm ông chăn trở. Hơn một lần, lòng mong muốn được thống trị tất cả mọi người làm ông ám ảnh duy chỉ có nỗi cô độc là không thỏa mãn với bản tính kiêu căng cố hữu của ông nhưng làm cách nào để đạt được điều đó người ta sẽ không cam kết thực hiện theo kiểu trưởng nhóm chăn cừu bố ông cũng đã nổi tiếng vì làm điều xấu xa sự giàu sang không phải lúc nào cũng hợp thời nên sau này ông cũng không thể mua nổi một đồng cỏ trên núi cao Vậy nên cầu Chúa che chở cho con gái ông có suy nghĩ đúng. À, một căn nhà một tầng gồm nhiều phòng, tất nhiên mỗi người sẽ có phòng ngủ riêng. Nhưng hãy nghĩ xem, ai sẽ là người sở hữu điều đó? Phòng dành cho con rể, những đứa cháu chát và tất cả chúng sẽ ở đây. Tổ tiên đã hủy diệt dòng dõi này mất rồi những cây táo hàng trăm năm tuổi đến mùa quả chín rụng, cây bạc hà xanh sẽ bị đè nát, người ta sẽ đuổi bắt những con cừu và những con bò. Pantela và Natia sẽ sống trong chuồng thú và trong ngôi nhà cũ nát bằng gỗ đầy bụi bặm, với những vết mối mọt đục khoét. Tất cả điều đó sẽ sụp đổ, chỉ còn lại là một đống hoang tàn. Người dân trong làng bây giờ với những ánh mắt tò mò để ý rồi kèm theo những cái nhún vai. Xây nhà để làm gì? Điều đó có ích gì nhỉ? Natia, một cô gái già đua tội nghiệp đang tự kiếm cho mình một ông chồng và cũng đang xây cho anh ta một cái lồng trắng rồi những người thợ mộc đang xẻ gỗ tiếng cưa rít lên từng hồi nghiến đứt những cây gỗ thông rắn chắc móng nhà bằng xi măng đã được đổ xong người ta trồng lên đó những cây cột bằng gỗ sồi natia đã thôi việc ở văn phòng khai thác tài nguyên rừng của huyện cô thu nhặt nguyên vật liệu vất vả đến nỗi người cô gầy rộc đi già hẳn với dáng vẻ đầy lo âu khô đét lại như cây dương rụng lá phai màu. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, dòng sông vẫn chảy qua Potichia, tuổi trẻ của Natia cũng dần ra đi. Nhưng một ngôi nhà lộng lẫy được dựng lên ở trên núi. Và Pantela già nua nhìn con gái tội nghiệp của mình, người phẳng lì như cái bàn giặt. Ngực lõm sâu, chân nổi đầy gân, nếp nhăn chẳng chỉ trên khuôn mặt như mạng nhện. Ôi, trong số những người đàn ông tốt bụng, Liệu cô còn có thể tìm được cho mình một đức lang quân? Liệu cô còn có khả năng sinh nở? Rồi tầng trệt cũng được xây xong. Tiếp đó đến tầng thứ nhất, tầng mái với ban công được trang trí. Những cửa sổ to rộng lấp lánh nhìn ra khoảng đất của làng. Nào, xin mời những ông mai bà mối hãy đến nơi đây, hãy động viên những người trẻ tuổi tìm đến để kết hôn nên vợ nên chồng. Thế nhưng họ cũng chẳng muốn đến. Và cũng đã từ lâu, mọi người không muốn đến nhà Pantela một thợ lò sưởi đã luống tuổi từ Kosif được mời đến để lắp những cái lò sưởi bằng sành trong ngôi nhà mới của Nastia. Dù quá vợ, nhưng nhìn ông ta vẫn còn nhanh nhẹn. Ông vừa thao tác lắp đặt vừa đọc những câu thành ngữ rồi nghêu ngao hát. Nastia chuyển cho ông ta những viên gạch hình vuông. Cô cũng chuẩn bị cơm nước để mời ông ta và thúc giục người thợ sớm hoàn thành công việc thái độ đó thấy ít khi cô ứng xử với những người khác. Chồng cô đáng yêu và người thợ ngắm nhìn với ánh mắt lạ lùng, nhất là khi cô cúi xuống chuyển đận tay cho ông ta một viên gạch. Này, hình như cô có việc gì rất bận. Tôi có chuyện này muốn nói. Ông ngập ngừng. Natcha thậm chí không bực mình vì câu nói lấp lửng này. Má cô ửng hồng những nếp nhăn cũng biến mất bởi đôi gò má ửng hồng tuổi thanh xuân bấy lâu nguội lạnh bỗng bừng lên trong đôi mắt xanh rồi cuối cùng mọi việc cũng xong người thợ rửa tay và nhìn natia một cách trực diện lạy chúa nhân từ với vóc dáng này cầu mong người phụ nữ đây sẽ sống chung thủy và cho ra đời những đứa trẻ tuyệt vời. Vừa nghĩ, ông ta vừa gạt sắp tiền mà Natcha trả đặt lên mép bàn. Thôi, khoản thu nhập này là của chúng ta, thưa bà chủ. Anh sẽ cưới em làm vợ. Natcha đỏ bừng, bối rối. Mặt cô dần ửng hồng. Dưới lớp áo sơ mi nhuốm bẩn là tiếng đập thồn thức của con tim trong lồng ngực của cô gái cô thầm kêu lên sung sướng vì niềm hạnh phúc bất ngờ không mong đợi này petro hãy nói cho em biết đi anh không đùa đó chứ tại sao anh phải lừa dối nhỉ hãy sắp xếp đồ đạc hãy nói lời tạm biệt với bố em và chúng mình sẽ ra đi nhưng đi đâu cô gào lên những đường gân xanh lan nhanh trên khuôn mặt lên mắt và lên đến tận trán đi đâu ấy nhỉ đương nhiên là đến nhà anh con trai anh đã lớn nó đã kết hôn và ở riêng anh có một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi và chúng ta có thể sẽ đu đưa chiếc nôi của con mình ở đó vậy thì tất cả những cái này em sẽ dành cho ai ồ oh, em biết đấy cha em có thể sống ở đây chúng ta sẽ đến thăm ông thường xuyên còn những căn phòng và những hành lang với chúng ta chúng quá thừa thãi rồi chúng ta sẽ làm gì trong đó theo anh tất cả những thứ này đều thừa thãi thật điên rồ khi hàng ngày phải đi hết từng ấy căn phòng thế còn thời gian đâu để mà làm việc ở chỗ anh, bầu không khí ấm áp hơn. Chúng ta sẽ sống ở đó với tất cả mọi người. Người thợ ý chừng chưa muốn kết thúc. Ông ta vẫn còn muốn nói thêm điều gì nữa. Nhưng Natcha kêu lên như một người điên. Cô giật phăng chiếc khăn quàng trên cổ, luồn những ngón tay vào trong tóc. Với cơn tức giận cuồng nộ, cô giật tóc của mình liên hồi. Sau đó, cô ném sắp tiền vào mặt ông ta và đuổi ra khỏi nhà pantella chạy theo tiếng hét của con gái ông đã tận mắt chứng kiến con gái mình với ánh mắt hốt hoảng cô ta tự đánh mình rồi vừa cười vừa khóc ông đã cố gắng hết sức để đến gần con gái nhưng đôi chân của ông không nghe theo điều khiển của bộ não ông hiểu có một điều gì đó không thể cưỡng lại được đang xảy ra. Cổ ông nghẹn tắc, tim ông ngừng đập mãi mãi. Natia một mình chôn cất cha mình trên núi, không có linh mục cũng không có nhân danh đấng tối cao. Từ nay về sau cũng chẳng còn có ai xuống thung lũng nữa và đương nhiên cũng không một ai lên nơi này. Một thời gian sau, cứ đêm đêm khoảng thời gian từ tối đến lúc bình minh, dân làng đều nhận thấy trong phòng của Natcha đèn luôn thắp sáng. Nếu ai đó có dịp ghé lên núi thì đều nghe thấy giai điệu bài hát về ngày lễ Vu Quy. Một đêm, ngôi nhà đơn độc trên núi bỗng bất ngờ bị lửa thiêu cháy. Đó cũng là lần đầu tiên mọi người chạy đến nơi này để cứu chữa nhưng lại không thể lấy nước giếng để dập lửa vì không có cần bốc nước. Họ lại quay trở về như những kẻ ngốc nghếch. Nhưng Nastya thì đã biến mất. Năm tháng trôi đi như bóng câu qua cửa sổ. Dòng sông vẫn chảy từ trên núi xuống, rồi chảy qua địa hạt Potichia, Phía trên đỉnh núi cao, chỗ ngôi nhà bị cháy trụi, giờ mọc lên một vườn cây ăn quả xanh tốt. Và tiếng đồn thổi vẫn xì xào trong làng. Chẳng ai biết nó mang đến từ đâu rằng người ta đã nhìn thấy Natcha ở ngoại ô thành phố Xíp. Một Natcha xinh đẹp, giàu có và đang bế trên tay một đứa bé. giọng đọc phát thanh viên nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn truyện ngắn có nhan đề Ngôi nhà trên núi của nhà văn người Ukraine Roman Ivanichuk, bản chuyển ngữ của dịch giả Nguyễn Hữu Vĩ. Nhà văn Roman Ivanichuk sinh năm 1929, người Ukraine, học ngành ngôn ngữ, từng làm công việc dạy học và biên tập tạp chí. Ông ra mắt cuốn sách đầu tay năm gần 30 tuổi, đã xuất bản 15 tiểu thuyết lịch sử và một số tuyển tập truyện ngắn một số cuốn sách của ông đã được dịch sang tiếng Pháp và tiếng Nga. Roman Ivanichuk từng đoạt giải thưởng mang tên văn hào dân tộc Ukraine Shevchenko. Ông cũng được treo danh hiệu anh hùng Ukraine là đại biểu Xô Viết tối cao của Liên Xô cũ nhiều khóa. Về chuyện ngắn, ngôi nhà trên núi của nhà văn Roman Ivanichuk, biên tập viên chương trình có đôi lời cảm nhận. Ngôi nhà trên núi của nhà văn Roman Ivanichuk đúng như nhan đề, gây cho người đọc người nghe một cảm giác miên man, dịu vợi. Số phận người cha và người con gái như những thước phim buồn. Khung cảnh hoang vu, xa vắng của núi rừng, của quy luật cuộc sống sinh tồn, tự nhiên và khắc nghiệt. Tất cả khảm vào mỗi chúng ta những cảm xúc thường tình mà vẫn rất ngưng động. Dịch giả Nguyễn Hữu Vĩ đã truyền tải cơ bản chất văn đặc trưng của một nhà văn Xô Viết luôn đắm mình trong thiên nhiên Nga hùng vĩ khuất sau những câu văn lý trí đầy tỉnh táo là cả một sự ngậm ngùi xót xa cho thân phận con người. Nhà văn không tham vọng biến câu chuyện của mình trở nên kịch tính, dữ dội. Ông chọn lọc vài chi tiết, phát triển và khiến chúng trở nên ám ảnh. Diễn biến chuyện ngắn là đơn tuyến, nhưng cảm xúc và thân phận con người lại không ngừng biến động. Tình yêu, sự gắn bó giữa đất với người ở đây lại đẩy chính con người vào cay đắng, bi kịch. Nhưng bi kịch không kết thúc tất cả, mà như sự sống mới trên đống đổ nát, như núi non sau tiết lụi tàn lại hồi sinh. Cái kết của ngôi nhà trên núi như nhiều chuyện ngắn của nhà văn Roman Ivanichuk thực sự khiến chúng ta bất ngờ và ấm lòng. Anh đã tưởng bẻ gãy được cái thẳm sâu xa vời, bằng nỗi sầu trần trùi vắng tanh anh đã nằm nhoài trong cái nhà tù cửa kín bưng như một người chết biết điều đành nhắm mắt một kẻ chết trên đầu chỉ đội hư vô anh đã trải mình trên những đợt sóng xô vô nghĩa của chất độc hút vào người vì thích vị cho tàn anh cho rằng nỗi cô đơn còn thắm hơn máu đỏ anh đã muốn tách lìa sự sống anh đã muốn chung nỗi lạnh tàn cùng cái chết muốn trả trái tim cho hư lãng và trả hư lãng cho cuộc đời muốn xóa hết không có cửa gương chẳng còn xương bám trước không sau chẳng cả thầy là không anh đã loại trừ đôi tay chắp vái anh đã loại trừ cả xương cốt giá như đông của lòng muốn sống trở thành không em đã đến bếp lửa tàn lại đỏ bóng tối lui sau mọc giữa lạnh lùng và đất phong bằng thịt em trong và anh tự thấy mình nhanh nhẹn em đã đến sự cô đơn đã bại anh có người dẫn dắt ở trên đời anh biết phương hướng anh lớn vô hồi anh đi tới anh được đất trời năm tháng Anh bước tới em. Anh bước mãi mãi về ánh sáng. Đời có thịt xương, hy vọng đã căng buồm. Giấc ngủ tràn trề những mộng và đêm. Hẹn với dạng đông những cái nhìn tin cậy. Những cánh tay em khoát mở xa mù. Miệng em ướt những giọt sương thứ nhất niềm yên nghỉ sáng tươi thay chỗ cho nhọc mệt và anh thờ tình yêu như thủa thanh xuân quý vị và các bạn thân mến Đại thắng mùa xuân năm 1975 ghi dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước chúng ta vừa bắt tay xây dựng lại đất nước sau chiến tranh vừa phải chiến đấu bảo vệ biên giới trước các thế lực thù địch vượt qua muôn vàn khó khăn quân và dân dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đã kiên cường bảo vệ đất nước những tấm gương hy sinh chiến đấu anh dũng của đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần tạo nên thành công cuộc chiến vệ quốc hào hùng của dân tộc trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay Quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn, pơ thi của tác giả Phạm Đức Long qua giọng đọc phát thanh viên Sơn Tùng. Đã lâu lắm rồi, tôi mới có thông tin về làng Lơ Bơ tất cả đến từ câu chuyện về anh hùng Atin huyền thoại, người mà tôi từng gặp mặt vào thời khắc khốn khó cơ cực nhất. Tên người anh hùng ấy tưởng chừng đã bị người đời quên lãng, nay bỗng nở rộ trên khắp các mặt báo nhờ những cái tít giật gân kiểu ngôi mộ người anh hùng lừng lẫy thời chiến tranh ở đâu, mộ người anh hùng lực lượng vũ trang bị thất lạc. Đường đã tốt, xe đã dễ, cớ đã có, tôi quyết định trở lại nơi ấy tất cả hồi ức núi rừng lãng mạn xa xôi cứ thế ùa về đúng cao điểm mùa mưa năm cuối cùng của thời bao cấp tôi được tăng cường về cơ sở tại làng lơ bơ giáp biên đó là thời làng vùng xa ở tây nguyên vẫn âm u rừng giao thông chỉ toàn đường đất mà phần nhiều là lối mòn len lỏi dưới tán cây quanh co ven lùm bụi vùng biên còn khó hơn đi lại chủ yếu quốc bộ vượt rừng duy nhất chỉ các đồn biên phòng có thể lưu thông bằng xe u oát trong mùa khô mùa mưa hầu hết các phương tiện vận chuyển đều khó vào được sáu tháng mùa mưa vùng biên luôn ở vào thế cô lập dân tự cấp tự túc gần như mọi thứ cần thiết của đời sống bộ đội biên phòng thì dự trữ và tự tăng gia sản xuất đủ cho cả đồn trong chừng ấy tháng mùa mưa năm ấy làng Lơ Bơ xảy ra vụ bắt người và án mạng làm rúng động cả vùng. Đó là vụ việc bọn phu rô từ vùng biên giới Campuchia lợi dụng lúc các làng giáp biên giao thông bị ngăn trở cách biệt với tuyến nội địa, tràn về quấy phá. Bất ngờ, một số chị phụ nữ đi đổi hàng vùng sâu bị chúng chặn bắt trên lối mòn vào làng, dùng súng AR-15 giáp giải vào rừng. Một chặp sau, bọn chúng gặp các chiến sĩ biên phòng đi chữa bệnh trên đường trở về đồn, lập tức xảy ra giao tranh lợi dụng tình thế lộn xộn, những người đàn bà đã chạy thoát về xã, báo cho du kích đến trợ chiến. Khi du kích huy động súng đạn truy kích, tất cả bọn phu đô đã nhanh chân tẩu thoát vào rừng sâu. Kết cục, hai bộ đội biên phòng hy sinh. Đoàn tăng cường cho tôi làm trưởng đoàn, tư trang, các cơ quan huyện, mua sắm cho, cứ như bộ đội hành quân. Nào võng, màn, ba lô, quần áo, giày, dép, gạo, mắm, thuốc tây, son, nổi, bát đũa, lý chén, cả đôi thùng gánh nước bằng tôn to tướng. Xe u át đưa đoàn chúng tôi xuống trung tâm huyện. Từ huyện phải nhờ xe máy cày, bánh lớn, trở vào đến dốc làng me thì dừng. Vì trơn trượt lầy lội, xe không thể bò thêm được nữa. Từ đây cả đoàn đành phải mang vác, đi bộ, túc tắc trên những lối mòn đổi dốc. Qua vùng đất đỏ lượn sóng, tiếp đến vùng đất trắng toàn rừng khộp. Rừng khộp mùa mưa, buồn và đẹp đê mê cả một vùng đất bằng tít tắp chạy mãi về hướng biên giới. Cây dầu cao vút thẳng tắp, quang quẻ như rừng trồng. Dưới mặt đất là cỏ xanh gì mướt mát, xen lẫn những bụi le tua tủa măng. Thỉnh thoảng, nơi chân đất thấp, nước trũng lại như những cây hồ nhỏ đầy nhóc tua cá. Quanh gốc cây đại thủ ẩm ướt, phủ dày lá mục cảnh khô. Qua trận mưa đêm, nhù nhú những đám nấm lòng tong, nõn tròn như đầu ngón tay ngón chân phủ một màu xám đen tươi rói. Trên thân cây dầu nở rộ những giò phong lan đủ màu thoang thoảng hương thơm. Chim rừng réo rắt gọi nhau dâm san. con đường đi bộ vào làng ước chừng gần 50 cây số cứ túc tắc xuyên rừng. Chúng tôi như trải nghiệm một cuộc picnic giữa thiên nhiên hoang dã đầy thú vị. Đường vào làng Lơ Bơ có con suối đục ngày mưa nước lớn cuồn cuộn đổ xuôi về bên kia rừng biên trong mùa mưa không có chiếc cầu nào bắc qua được người dân các làng muốn đi lại phải chặt những cây cổ thụ cao vút hai bên bờ cho chúng ngã đổ gác ngang suối mà làm cầu đi bộ vắt vẻo trên dòng nước lũ những hàng hóa thông thường nhỏ nhẹ đều được gùi cắm. thứ cồng cành nặng nề thì chở bằng voi xuyên rừng vượt suối thời điểm ấy phòng thương nghiệp huyện điều cho làng một con voi to lớn Bình thường nó được thả đi ăn trong rừng hoang. Khi cần vận tải, người ta đưa voi về chất thổ đủ thứ. Ở làng Lơ Bơ tôi gặp và nhớ mãi một người dân làng giới thiệu là anh hùng lực lượng vũ trang A Tin. Trước mắt tôi lúc ấy, người anh hùng lừng lẫy một thời, gầy gò đen đúa, sống trong ngôi nhà sàn trống trải phong phanh, tại ngôi làng hẻo lánh buồn tẻ. Đúng như triết lý của những người theo thuyết lão tử xưa, công thành thân thoái. Người Tây Nguyên xưa lạ thế. Nhiều người đi kháng chiến, đánh giặc rất oanh liệt, công trạng đầy mình. Nhưng họ coi những việc làm ấy như bổn phận. Hết giặc thì lại trở về làng, sống với thường dân, giữa nhân gian rừng rú. Anh hùng A Tin trông chậm chạp, có vẻ yếu, vì một chân ông xương vù, mưng mủ hôi thối. Ở xứ rừng biên lúc bấy giờ, ngoài những bài thuốc lá cây, chẳng thể kiếm đâu ra được tân dược mà chữa bệnh. Đoàn chúng tôi đã có sự chuẩn bị tương đối nhiều thứ thuốc. Tôi là bác sĩ thú y, nhìn vị anh hùng xưng chân rất ái ngại mà bất lực. Liền gọi anh Tám, cán bộ y tế, đến kê toa cấp thuốc kháng sinh, rửa vết thương lở loét cho ông. Chỉ sơ sơ vậy mà mấy hôm đã thấy anh hùng Atin khỏe mạnh như thường. Thời chiến tranh chống Mỹ, lơ bơ là là kháng chiến. Bộ đội khán bộ từ bên kia biên giới kéo về, đi vào làng vận động nhân dân tổ chức bố phòng chiến đấu, chống cản quét, chống dồn dân, lập ấp chiến lược. Có thể kỷ ác liệt, người dân sống hẳn trong rừng, hệ bộ đội du kích đi đến đâu, làng di cư đến đó, để có đủ lương thực cho cuộc chiến, át tin vận động dân làng phát dễ chung gọi là dễ cách mạng, lập kho thóc kháng chiến trong rừng sâu, ngày ngày chị em phụ nữ thay nhau gồi lúa về làng giã gạo cho du kích khi địch lập đồn trong vùng đưa xe tăng và máy bay trực thăng quần đảo thị uy khắp núi rừng dân làng được bộ đội hướng dẫn trang bị vũ khí họ đã đánh phương tiện cơ giới của giặc một cách táo bạo gan lì đến ngạc nhiên a à, tin như con sóc rừng lội hết vùng này đến vùng khác quan sát địa hình nắm tình hình ông chủ động bày binh bố trận hướng dẫn thanh niên làng tác chiến xuất quỷ nhập thần theo thế rừng thế núi đường vào làng được chôn dày những cọc rào bằng thân cây gỗ bao bọc rích rác nhiều lớp những lối mòn hiểm yếu được gài mìn chống tăng ở đó đặt cây gậy để người làng biết mà tránh xa gậy ở đây là que ngang gài ở nơi đánh bẫy thỏ báo cho người khác biết để tránh đồng thời xác nhận đó là cái bẫy của mình con thú do mình đánh bẫy. Trận đầu để cho chắc ăn, Atin vác súng leo lên một gốc cây rập. Chờ trời tối, xe tăng đi qua sát bên, ông liền bắn hạ chiếc cuối cùng rồi chạy thốc vào rừng đêm. Cả đoàn xe rối loạn, dính cả vào bãi mìn, hư mất thêm hai chiếc. Lại một đợt nhân lúc xe tăng chạy qua vùng có hàng rào gỗ, tốc độ rất chậm. Atin liền leo lên ném lựu đạn, làm cháy nổ một chiếc. Khi nhảy xuống đất thì tuột mất khố, bị mấy chiếc còn lại quay xe đuổi. A tin phải chạy tới ba bốn cây số mới thoát, phải trốn cho đến lúc trời tối mới tòng ngồng về nhà. Chỉ qua mấy trận, A tin đã bắn cháy được bốn xe tăng, bắn rơi hai máy bay cánh quạt, ba máy bay trực thăng, được đi dự hội nghị thi đua bộ tư lệnh B3. Từ đó, dân làng có thêm niềm tin vào ông, coi ông là chỗ dựa tinh thần ẩn tàng, quần thảo, thách thức với lực lượng cơ giới của địch làng kháng Diến lơ bơ trở thành cứ điểm vững chắc. Địch bao nhiêu lần muốn nhổ đi mà không được. Ngày hòa bình lập lại, khi tổ chức bố trí công tác ở huyện, A Tin vừa làm được một thời gian ngắn là nhớ làng nôn nao. Con người của núi rừng làng buôn cứ dâm gian bất dứt trong ông. Sau A Tin nàng nặc về xã để gần làng, gần rừng, gần dãy. Đến lúc nghỉ hẳn, A Tin hoàn toàn thành người của làng, của rừng hàng tháng được đồng tiền lương hưu nào, ông xòe ra chia hết cho bọn cháu chắt, chẳng bọc cho người làm gì. Cái thú vui nhất của ông là ngày ngày ngậm tẩu với chiếc gùi trên lưng, lẽo áo đẽo áo, cùng con chó lội suối vào dãy. Lúc xong, việc gieo tỉa thì lên rừng cài cái bẫy thú, ký cách bới củ mài, bẻ mầm măng. Ai có việc gì muốn gặp ông thì dễ nhất là ở rừng và ở dãy về với làng ông thoát khỏi nai nịt lại cởi trần đóng khố chân đất thật là sung sướng về làng lơ bơ chúng tôi ăn ở ngay trong nhà dân ở giữa ngôi làng tinh nguyên chất rừng rú làng khép kín co cụm gần bốn mươi nóc nhà bên một góc rừng cổ thụ nguyên sinh như một thế giới biệt lập những ngôi nhà sàn nối dài trên thế đất bằng phẳng nhà này san sát nhà kia chủ yếu theo cùng một hướng còn thì to nhỏ ngắn dài đều ken vào nhau súng xít rất ngẫu hứng không theo một trật tự nào mỗi căn nhà sàn có thể kéo dài đến chục gian mái lợp tranh tăng vách thưng tre đan sàn gỗ lát tre đập dập mỗi gian là một gia đình nhỏ có bếp riêng ban đêm toàn bộ gia đình nhỏ lăn ra ngủ ngay trên sàn nhà quay lưng vào cái bếp ở giữa sát bếp dựng những bầu nước suối để uống nấu cơm và đề phòng hỏa hoạn chứ tôi được ngủ ở phòng khách ngay đầu hồi nhà bước vào. Những chiếc võng buộc vào kèo vào cột răng ra khắp gian nhà. Bên dưới sàn nhà đủ loại trâu, bò, heo, chó. Chúng lịch kịch suốt đêm. Ban ngày, đoàn công tác phân công anh em đi nắm tình hình buôn làng. Từ an ninh, sản xuất, đời sống, đến dân cư, hộ tịch, hộ khẩu. Có nhóm đi theo dân làng vào rừng, vào dãy, cùng sản xuất, Giúp dân tiếp cận những cây mới trong canh tác một cách phù hợp Cũng có lúc Cùng các gia đình đi rừng Hái mang hai nấm Cải thiện cuộc sống Tất cả mọi nhu cầu đời sống của người làng Đều ở hết trong rừng Làng chỉ là nơi cư trú Quần cư và trống trơ Dẫy nương phát tỉa trong rừng trong suối Đến mùa tuốt lúa bẻ bắp thì thu hoạch Để luôn lại kho ở ngay trong rừng Vườn rau hoa trái Trồng ven suối mỗi bữa đi rừng cần thứ gì thì hái gùi về thi thoảng vào buổi tối đoàn công tác tổ chức họp mặt toàn thể dân làng từ người già lọm khọm đến đứa trẻ còn bú điệu trước ngực đều chăm chú tể tựu mọi người hồ hởi ngậm tẩu nghe cán bộ nói cả tiếng đồng hồ đó như là dịp để quần tụ chen trúc trong làng có việc gì hệ trọng đoàn tham gia cùng với người dân người làng người làng săn được con thú lớn hay có việc ăn trâu ăn bò, đoàn công tác đều được chia phần. Qua mùa tuốt lúa là đến mùa ninh nâng, đó là mùa lễ hội của làng, mùa quên, tháng quên, bầu trời khô giáo trong xanh, mặt đất bắt đầu trở sang một màu nâu đỏ. Cái tai đã thấy nhớ tiếng cổng tiếng chiêng trầm bổng ra giết, cái mắt thấy nhớ ánh lửa rừng rực hoang mơ, cái môi nhớ hương rượu cần nồng nàn mê đắm bàn tay bàn chân nhớ nhịp xoang sao xuyến. Đúng hôm trang tròn, họ lớn nhất trong làng họ bàn chuẩn bị lễ hội bơ thi. Ngôi mộ của dòng họ ấy đã đầy rồi. Một năm qua lại không có người nào chôn mới vào trong cái quan tài ở ngôi mộ ấy nữa. Theo phong tục thì, người đầu tiên chết, dân làng sẽ vào rừng hạ một cây gỗ lớn bằng hai người ôm, chặt lấy một khúc thẳng đẹp làm quan tài khúc gỗ ấy được lăn về bãi đất ở nghĩa địa ở đó họ đục rỗng cây gỗ theo hình lòng máng thành một cái quan tài nguyên khối lại đẽo một tấm nắp để đậy vừa kín miệng quan tài trên nắp có khoét các lỗ ăn lỗ thở cho hồn ma huyệt mộ chỉ đào đến hơn nửa thân gỗ áo quan người chết được bọc bằng lá buông khiêng bằng đòn dài hoặc cho vào cũi gỗ khiêng tay đưa ra nghĩa địa bỏ vào quan tài đậy nắp lấp đất sơ sài thành một ngôi mộ thất. Bên trên mộ là một mái tranh tạm, che mưa che nắng. Hàng ngày tầm chiều vàng mặt trời, những người đàn bà thân thích đều đặn mang gửi cơm rượu đi nuôi hồn. Họ quét dọn ngôi mộ sạch sẽ, đổ cơm rượu vào lỗ ăn cho hồn ma. Xong thì ngồi khóc, kể với hồn. Họ khóc thảm thiết, nhưng không có nước mắt. Kể lại bất kỳ chuyện gì xảy ra hàng ngày, và mỗi ngày một câu chuyện những uất ức, những khúc mắc, những buồn tủi gặp phải trong những ngày không nói được cùng ai, cuối chiều họ ra nhà ma kể lại cho hồn ma hết, như thế họ thấy được nhẹ nhàng và như được chia sẻ. Khi có người trong họ chết, ngôi mộ lại được mở nắp, bỏ tiếp thi hài vào, mà cũ cũng vui, ma mới cũng vui. Việc chôn chung cứ thế tiếp mãi cho đến khi quan tài đầy chật lúc ấy có đủ heo bò đủ rượu và làm pơ thi bỏ mã sau lễ bỏ mã người và hồn ma mãi mãi xa nhau không còn vương vấn người ta không phải nuôi hồn nữa cứ thế hồn ma sẽ được giải phóng mà vĩnh viễn về cõi mang lung một thế giới hoàn toàn lộn ngược với trần giới linh hồn sẽ gặp ông bà tổ tiên gọi là a tâu ở đó còn ngôi nhà mồ sẽ tàn tạ trôi vào quên lãng những bức tượng mồ chịu nặng tâm tư sẽ trải xương gió nắng mưa để mà mục ruỗng mà về với đất với cỏ cây hoang dại để chuẩn bị cho lễ hội pơ thi người già cắt cử đám thanh niên vào rừng gỗ tìm gỗ tìm tre làm lại ngôi nhà mả mới lấy gỗ đẹp đẽo tạc những bức tượng mồ đàn bà con gái mang gùi vào rừng bẻ mang hai lá dầu đồng làm gói đựng thức ăn bởi từ xa xưa người Tây Nguyên có thói quen dùng lá dầu đồng, một thứ lá to như hai bàn tay ở trong rừng khộp, đựng, dùng tay bốc thức ăn, tốp xuống bến gùi bầu nước về chế rượu cần. Đàn ông lực lưỡng chuẩn bị giết trâu bò, giết heo. Pơ thi là lễ hội lớn nhất, vui nhất trong làng, là nghi lễ quan trọng nhất trong vòng đời con người xứ rừng núi. Lễ của một dòng họ, nhưng là hội của cả làng của nhiều làng thân cận thân thiết. Lễ hội ấy ăn uống vui chơi suốt hai ngày một đêm. Vui nhất là đêm hội. Trên trời trăng sáng vàng vạc, rừng phủ những lớp vàng mơ sóng sánh. Mặt đất nhập nhòa ánh lửa, hừng hực tỏa ra từ đống củi lớn trên bãi hoang. Từng dãy rượu cần được cột ngay ngắn dọc theo thân cây lồ ô dài thẳng. Những cái cần trúc vút cong, mềm mại, tua ra trên miệng ghè mời gọi người trẻ người già trai gái thay nhau trụm vào lặng lẽ hút những ngụm rượu thơm ngọt hương vị của núi rừng quanh đống lửa lớn là vòng xoang nối nhau xoay tròn trên mặt đất cổng chiêng trống vỗ ngân nga nhịp núi rừng thăm thẳm ngàn năm đưa người ta đi trong cuồng mê cùng hồn ma mơ ảo đó là đêm nhảy múa cuối cùng với ma là đêm ăn uống cuối cùng với ma là đêm say vĩnh biệt. Pơ thi bồi ngùi luyến cảm. Hôm sau người làng sẽ thả một con gà giò ở trên ngôi mộ cho nó tự do đi vào rừng. Nó sẽ mang hồn ma trở về nơi hoang dã. Người anh hùng A Tin cũng nằm xuống ở vùng đất ông cả đời gắn bó. Với các phong tục cả đời ông tuân theo, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu vào ngày kỷ niệm nọ đoàn đại biểu của xã không đột nhiên muốn vào làng lơ bơ thắp nén hương cho vị anh hùng họ phát hiện ông không hề còn mộ ngôi mộ ấy đã bị bỏ phế sau lễ pơ thi theo phong tục của làng nó đã trở nên tàn tạ như bình địa những bụi cây um tùm đã phủ kín cả một vùng thành khu rừng hoang vu a à, tin đã được làm pơ thi rồi làng mừng lắm ai cũng muốn giải thoát cho nó một người trong dòng họ phân trần sao thế được cán bộ xã nêu ý kiến a à, tin là anh hùng phải ghi nhớ cho con cháu muôn đời sau chớ không không thế hóa ra bắt tù bắt tội cái hồn nó mãi chẳng ai muốn giữ nó luôn bên mình cho tội nghiệp sau lần bất ngờ ấy tin đến huyện huyện yêu cầu cải táng cho vị anh hùng về nghĩa trang liệt sĩ của huyện khi đã chuẩn bị đủ hậu cần phương tiện để đưa hải cốt a tin về nơi trang trọng xứng đáng thì quả là không dễ không được đâu cán bộ ơi nó đã về theo các a tâu rồi cứ để hồn a tin về với a tâu nhưng xác cốt thì phải đưa về nghĩa trang liệt sĩ ồ không nó chôn chung một hòm với dòng họ làm sao mà lấy đi được lúc ấy mọi người mới té ngửa khi qua đời ông được chôn chung trong một quan tài lớn với gần chục con người tất cả đã được bỏ mã đã mục nát hóa đất hóa cát ông đã về với ông bà tổ tiên trong dòng họ chỗ ấy bây giờ cây đã mọc thành rừng hoang rậm rịt mà các hải cốt nằm chung trong một cái quan tài độc mộc qua nhiều năm sẽ chẳng thể nào lấy riêng cốt được một người nguyên vẹn việc cải tán cho vị anh hùng của rừng núi bất thành cán bộ ngành thương binh xã hội địa phương rất lo lắng chắc rồi sẽ có các cuộc tỉnh kiểm điểm huyện huyện kiểm điểm xã xã kiểm điểm làng nhưng làng biết kiểm điểm ai không ngờ việc mà người làng thấy rất giản dị hóa ra lại lớn lao phức tạp với nhiều cấp ngành đến vậy tôi trở lại làng lơ bơ lần này đường giao thông đã được đúc bê tông thẳng tắp suối đục đã có chiếc cầu lớn bắc qua dọc hai bên đường những ruộng lúa nước đang thì con gái xanh mơn mở làng đã tái định cư giãn dân tách hộ khang trang ngay hàng thẳng lối đời sống đã tốt lên đủ đầy hơn ký ức xa xôi một thời trai trẻ gian nan trong tôi bỗng ùa về ngập tràn tâm thức những đêm hội bơ thi lung linh mờ ảo đầy âm sắc xa xôi như chợt tái hiện rõ ràng đến lạ lùng. đang miên man trong dòng suy tư với bao điều cũ mới lẫn lộn, bất ngờ có con chim lạ xà ngay xuống vai tôi. Phải chăng linh hồn A-tin đã trở về thân thương và chào đón? Người tây nguyên tin rằng linh hồn người chết thường hóa thân thành con chim diều mốc mà về thăm những người còn sống ở buôn làng. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyện ngắn Pơ Thi của tác giả Phạm Đức Long. Câu chuyện xúc động về cuộc đời oai hùng nhưng cũng bình dị của người anh hùng dân tộc Gia Rai, Rai tại vùng đất Tây Nguyên biên tập viên Hoàng Hiệp có đôi điều cảm nhận về chuyện ngắn này. Mời các bạn cùng nghe. Qua lời kể của nhân vật tôi, cuộc chiến đấu giải phóng đất nước bảo vệ biên giới tổ quốc của người dân Tây Nguyên hiện lên đầy hào hùng. Nổi bật nhất là người anh hùng dân tộc Gia Rai tên là Atin. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông đã bắn hạ 4 xe tăng, bắn rơi hai máy bay cánh quạt, ba trực thăng và trở thành huyền thoại của dân làng Gia Rai. Ngày hòa bình lập lại, người anh hùng A Tin lại trở về làng Lơ Bơ sống giản dị như một con người bình thường. Ông sống quãng đời còn lại trong không gian yên bình quen thuộc của mảnh đất cả đời mình đã gắn bó. Cái chết của ông cũng lặng lẽ như bao người dân Gia Rai khác nếu không có sự việc chính quyền muốn cải táng mộ ông về nghĩa trang liệt sĩ của huyện. Thế nhưng khi anh hùng A Tin qua đời, theo phong tục bỏ mả của người Gia Rai, ông được chôn chung quan tài với hàng chục người khác khiến việc cải tang cho ông bất thành. Bên cạnh cuộc đời người anh hùng A tin là sự gắn kết quân dân trong công cuộc bảo vệ biên giới tây nam chống lại các thế lực thù địch như lực lượng Phunro. Cuộc sống của người dân Jarai vô cùng khó khăn gian khổ nhưng luôn một lòng tin tưởng vào đảng đùm bọc che chở bộ đội góp phần bảo vệ biên giới chuyện ngắn giúp người đọc người nghe hiểu hơn không gian văn hóa phong tục tập quán nếp sống của đồng bào dân tộc trên mảnh đất tây nguyên vùng đất tây nguyên có vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ yên bình đời sống người dân giản dị mộc mạc mà cũng đầy tình cảm gắn kết yêu thương tác giả khai thác sâu lễ pơ thi lễ bỏ mả của người dân tộc gia rai một lễ hội quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân gia rai khi còn sống Người anh hùng A-Tin sống bình dị với bà con dân làng Lơ Bơ. Khi mất, ông cũng muốn gần gũi gắn kết cả thể xác và linh hồn với ông bà tổ tiên. Có lẽ đó mới chính là tâm nguyện của mỗi người dân Gia Rai khi nghĩ về sự sống và cái chết.